Lòng hiếu thảo có thể thay đổi được hoàn cảnh sinh mệnh, biến nguy thành an. Lòng hiếu thảo cũng tốt lành cho mọi người xung quanh, bởi hiếu có thể cảm động trời đất vạn vật. Hai vợ chồng thoát khỏi một nạn nhờ bốn tiếng sét trong đêm. Xưa có hai vợ chồng nọ, trong lúc đang ngủ thì đột ngột trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đoàng. Lão đại giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Lồm cồm ngồi dậy bật đèn lên, lấy tay thúc thúc gọi vợ dậy. Vợ lão đại đang ngủ, đột nhiên bị chồng thúc một cái đau đớn, liền tỉnh giấc. Hả? Nhà bị ngập nước sao? Lão đại: Không, là do tôi lo lắng bố mẹ ở nhà. Vợ lão đại cảm thấy khó hiểu. Ông ngủ mơ à? Bố mẹ không phải đang ở nhà chúng ta sao? Còn chúng ta đang ở ngôi nhà cũ của bố mẹ. Nếu có sập thì cũng là sập ở đây trước. Còn nhà chúng ta kiên cố như vậy, sập làm sao được? Lão đại vẫn tỏ ra lo lắng. Kiên cố thì kiên cố, nhưng mà địa thế trũng, nhớ không may nước ngập vào thì đâu phải chuyện đùa. Vợ lão đại thở dài. Phía trước có đê chắn, phía sau có rãnh thoát nước, sợ cái gì nữa, thôi ngủ đi. Cả hai vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì đoang, một tiếng sét nữa lại đánh xuống, chớp sáng cả một vùng, trời đất như thét gào. Lão đại đang nằm trong chăn, giật mình ngồi dậy, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này không cần lay, vợ lão đại cũng ngồi dậy theo. Vợ lão đại nói: Rốt cuộc là ông làm sao vậy hả? Có để cho người khác ngủ hay không? Lão đại toát mồ hôi hột nói: Tôi thực sự không yên tâm. Bố mẹ đều đã hơn 70 tuổi rồi, không may nhà bị ngập, chạy sao kịp. Vợ lão đại thấy chồng lo lắng như thế thì nói rằng: Nếu thế ông về xem thế nào. Lão đại ừ một tiếng rồi nhanh chóng khoác áo bước xuống giường, đội mưa chạy về nhà. Vợ lão đại vội vàng gọi theo: Ông để tôi lại một mình à, tôi cũng đi. Sau khi mặc áo mưa xong, hai vợ chồng lão đại bước ra khỏi nhà. Vừa mở cửa ra thì lại đoang một cái, sét đánh dữ dội, trời đất gầm thét như một con quái thú, mưa xối xả lên mặt của cả hai. Vợ chồng lão đại khập khiễng bước đi trong đêm tối, sau một lúc cũng mò mẫm về tới trước cửa nhà. May sao tất cả đều bình an. Vợ lão đại nhìn chồng: Đấy, tôi bảo rồi ông lại không tin, bây giờ đã yên tâm chưa? Hai vợ chồng lão đại lại tiếp tục dìu dắt nhau mò mẫm theo đường cũ trở về nhà. Nào ngờ vừa về tới sân, một cảnh tượng vô cùng kinh hãi đập trước mắt họ. Căn nhà mà họ đang ở bị sét đánh sập tan nát. Đoang, một tiếng sét nữa lại vang lên, mưa vẫn tiếp tục rơi. Hai vợ chồng lão đại nhìn nhau há hốc miệng không nói nên lời. Hóa ra nhờ tấm lòng hiếu thuận lo lắng cho cha mẹ mà họ đã thoát được một nạn. Người xưa có câu: Con cái là cái nợ. Chữ hiếu kỳ thực là sợi dây ràng buộc nơi con người. Quá trình cha mẹ nuôi dưỡng con cái rất vất vả, chính là để trả nghiệp. Cha mẹ vì con mà hao tâm cả cuộc đời. Con cái sau khi trưởng thành theo lẽ tự nhiên lại báo đáp ơn phụ dưỡng của cha mẹ. Vậy là vô hình chung ân oán trước đây đã được trả xong. Gia đình luôn hạnh phúc ấm no, đây quả là sự an bài kỳ diệu.